À, xin chào các bác, phiên chợ Vạn Phúc ngày 25 quên 20 tháng Chạp, không phải 20 mất nhỉ. Hôm nay mới chính thức là chợ anh em ra gặp gỡ, rất là vui. Thôi rồi mấy anh em đi đây. Không có cây nhưng mà gặp gỡ là vui rồi. Mình ra xem tí. Các bác ạ, cây trúng dâu đây rồi. Đấy. Cây này nhìn biết cây trúng dâu nhưng mà không thấy chủ đâu. Đây đây có ông anh này. À bán hộ à? Hình như anh Trung sao? Anh là đúng, anh Trung. Đúng, anh trai đấy. Đấy. Giống nhau thì. Bảo bao tiền anh? 5. 5 à? Hay ho phết đấy, sạch sẽ. Cái hang này nuôi rất là hợp. Cái hang anh này thì cái hang đẹp. Vâng. Em không ạ, cây anh chưa thấy đẹp như thế. Không ý em là em bảo cái hang hay. Ừ. Không thấy có mấy đâu. Cây tùng mini anh cũng thấy hay mà. Nhưng mà tùng lại hơi mấy chồng. Hơi mấy thay chậu. Ý là hơi mấy thay chậu. Ừ. Hai cái sạch sẽ. Tưới không bị xối đất. Ừ, cái kia này thì nó bận rồi. 5 này, 1 này. À, xíu à, xíu à. Nhìn cứ như dưới nhỉ. Nay ông Trung không đi hả bác? Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Cái xíu cây trồng khoán. À thế là cây đẹp không cần bán à? Cái xíu này bao nhiêu bác? Dần 3 triệu. Dần 3 triệu. Cây này 5. Cây này 1. 8. Kia 4. Được. Cây này chắc hôm nay dễ ra đi lắm. Chắc là loanh quanh 3-4 là gần. Bởi vì nay nó ít cây. Ừ. Giờ này thấy... Đấy em nhìn xa thấy bảo cái hang này đẹp. Mà có chân có... Anh nhìn xa cái hang. Cái hang anh cái cây thì thực tế mà nó chỉ vui vui thôi. Đến tầm. Đúng rồi, cái cây này anh gì thì... Còn là mình chơi xinh xắn thôi. Xinh xinh thôi. Cái hang này trồng rất hợp nhiều cây. Chỉ lục vừng hoặc là thả nước vô tư anh, ăn anh có một cái anh này màu da lươn à. Anh trồng cái gốc si của chúng đầu gốc có hùng này à đúng rồi gốc em nhớ cái đấy đấy bao nhiêu bao nhiêu đấy thanh lý mai mai trắng này. Thanh lý nhất chi mai thanh lý rồi đấy ra tên này thanh lý nhiều lắm chào người hùng ông anh mình về mẹ sao? Sao năm mới mà tóc lại xanh trở lại thế? năm mới gặp ai tóc xanh trở lại ngày? Cây thì thắng lợi rồi. Đâu xe hàng để đâu? Đằng kia có bán. À đang sau kìa. Bán thế thì ai mà theo kịp? Để xem cái hang này xem chân cẳng nó thế nào. Lành lặn đấy. Đây này, cái thứ này cần ủi nặng phết mà. Hòn đá nặng phết. Đấy, lành đấy anh ạ, lành đấy. Được đấy, vậy thì tí nữa bảo mày tao chỉ lấy cái hang thôi, chả mấy cây. Cây này thì nhấc quát nó ra. Ừ. Có lỗ chậu này mới đẹp. Cô chậu này mới đẹp. Ý rồi, nhưng mà có người thì thích cái hang này. Trông thì nặng thật đấy. Nặng, hòn đá. Đá. Hòn đá nó đá nó thấm nước nặng. Đấy, Trung thì nói thiêng quá mẹ. Đấy, thấy... Đâu rồi, không chịu ra à? Hôm nay là mặt trời đâu mọc sớm này. Kiểu lắm. Xưa, chào người Hùng đến từ xứ sở Hoa Anh Đào. Lâu ngày mấy chú cháu gặp nhau rồi. Chào anh ạ. Có mang cái gì đi cái xuân không anh? Tay chắc lắm. Đấy. Đông vui lắm. Bác ạ. Hôm trước thế nào? Giao dịch có ai alo lên gì không? Có mấy người. À được. Bán được hay quá. Tết nhất mà bán mấy cái đấy hay đấy. Con này bao tiền đấy bác? Này anh bán được 35 triệu. 35, nhiều quả thế nhỉ? Toàn quả, hay cái là nó hết lứa quả ra lứa quả. À, đúng rồi, nó đã ra quả thì cứ hết ra thôi. Liên tục ra quả. Món này nó bảo ngâm rượu được có phải không? mặt sau thân tài ra sau đẹp ạ. Nhất trí sau đẹp. Cái này bao tiền em? Đấy. Cái đấy 1 triệu.
1 triệu. Dâm bụt. Dâm bụt. Anh chúng mình đây đâu rồi? Đây. Số của bác cả đây khỏi. Đấy nhá. Nhớ cái bác này đi lần sau đỡ hỏi. Ui. Xin chào thân tài. Rồi. Về quản lý này. Ta cùng đi. Ra đây nói chuyện với các tìm các người anh em lâu lắm mới được gặp. Ui. Đây, mặt sau bày kỹ tí tứ dãy là lằng phạc. Tam ghê quá. Vâng. Đấy. Mày nhiều anh em đi lắm. Vừa giao lưu với giống một cái môi xanh. Tưng mừng lắm mà. Sáng sớm đã tưng mừng này. Xin phép các bác tí nha, đi qua tí. Đây ở nhà mang cái gì mà. Kênh rồi, cái cơm nguội. Cơm nguội ở phố Hà Nội. Nó hay trồng đúng rồi, bóng nguội. Cơm nguội đấy. Nhìn xa tưởng dưới là cơm nguội. Cái này giống như cây... Đấy, nó ấy. Mà hay trồng bây giờ nó to mà răm giữa con xù xì đẹp lắm. Cây phải đẹp. Cái giống này làm bonsai đẹp. Gọi là Hà Nội. Cây cơm nguội vàng ấy. Em đến mùa nó lá nó vàng đẹp. Lá nó nhỏ. Lúc nào Hà Nội sẽ biết cái này. Đi ở từ cái gì nhỉ? Nó gọi là Yên Phụ. Những cái cây này nó to đẹp lắm. Đẹp. Lá này. Yên Phụ bản này. Yên Phụ. Đúng đồ chơi thông minh mà chơi. Đấy, 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 không phải tay chuột mà chính cá. Nó lá nó giống thôi. Lá cái này bé hơn. Vẻ đẹp của cây. Anh tên cái A này cũng rất là đẹp. Hình như là có nhưng mà em không nhìn thấy bao giờ, em chỉ thích cái lá thôi, cái lộc nó đẹp lắm. Là quà là đầu xuân nha. Đến cái mùa thu ấy. Mới lấy được có mà quả. À mùa thu cái cơm nguội vàng ấy, lá nó vàng hết, sướng lắm. Sau nó rụng xuống nó còn mỗi cái răm nó đẹp. Ta để lên tầm 3, cao, nó lót lên, chưa hỏi là cái này thì dễ sống. Mà cũng phải là mất một nửa ngày. Phân ra cũng to lên chậu thời gian rồi. Bình quá này, có cây đẹp này. Chỉ việc đi vào sân chơi mà tuyệt. Ừ. Được khá là năm ngoái lại mua được cái chậu của ông anh. Ừ. Cái anh này hôm nào kiếm cho em đủ 5 cái. Chịu chết. Tôi nói là cả đồng có mỗi con cò. Cái này em có cái cây gì lên ăn thả nước được, nhỏ nhỏ được. Đẹp. Mỏng. Nó sạch. Hàng này là hôm ấy đi sân. Đúng rồi, bây giờ cho cây si vào thả nước vào cái ao vào thả nước vào cái ao này. Bán riêng. Anh nói thế là chuẩn đúng không Tuyền? Em nghe hợp lý đấy. Quá hợp lý. Anh Hải lâu lắm anh mới ra chợ đấy. Làm không? Mật ông anh ra để không. Lấy an đấy anh. Không là anh dỗi là sau rồi. Chả làm đấy. Chợ rồi. Lần sau là ra là hỏi tên em là gì ngay đấy. Để anh ra đây. Đấy. Bố kia thì chỉ có rượu. Vâng vâng. Ít lắm anh ạ. Chỉ có... làm cái nữa anh. Kìa để tích cái chậu thôi. Bố làm viên đá nó lồi lên không. Ngày xưa cái cây này nhá. Người ta cắt một cái cổ, cái cây giống cái cổ của anh ở nhà. Người ta cắt ra, người ta dâm giống cái. Xong nó bò dưới ra. Toàn bộ những cây già mini bây giờ là hạ cổ hết. Thậm chí cả cây em vừa mua sáng nay là hạ cổ hết chứ lấy đâu có khẩu khẩu này mà già thế. Mua cái gì ghê mini bây giờ là hạ cổ xuống hết, dâm cành hạ cổ hết, nhưng mà thế bể nó mới đẹp anh, làm được từ bé.
chứ bể tự nhiên là ít lắm. Ở đấy em có buồn nhá. Bà mua cái gì mà xồm thế? Cái gì ạ? Té đấy. Té. À bà em nhé. Chỉ đem anh cây nào đấy bất kỳ. Đào không hòa là cái gì? Không đồng ý.